Cái con quỷ này tao nói mày, mày hiểu tao bậy bạ không à? Trời đất ơi, tự nhiên hỏi chị ga, ga sao tự nhiên chị sướng? Đâu có ga được chào khán giả là sướng. Thì đó, thì ga rồi chị chào khán giả vỗ tay cho chị thì sung sung sướng đúng không? Không, tao sung sướng của người nghệ sĩ. Không, chị nói chị rồi, sướng thì ga cái nữa coi. Ga được, thôi chị lớn tuổi để ra hoài vậy cơ. Đang làm được rồi, ga nhiều quá chị xỉu rồi cơ. Chị có đi luôn rồi nó mệt lắm, con thấy không Trường? Dạ. Ôi, mặc áo này đẹp quá, gì đâu vậy? Trời ơi, mượn này. Thiết kế đâu vậy, cho bữa nào cho chị mượn, chị thiết kế cái mẫu áo này coi. Cho chứ à, cái áo này em làm của cái anh nhà thiết kế nhớ mát ông mà ngày xưa mà hát cho Lô Tô á, anh An á. Sao giống đi hớt tóc vậy? Không đắp đâu. Đi hớt sáng trời. Nó đang quảng cáo cho Kim Cương. Lô Cung. Đang quảng cáo cho Kim Cương nè. Ở đây nhiều hộp quá, sẽ còn gắn hộp hai hộp vào chỗ này cho nó sáng chỗ đó cơ. Thôi mấy em đừng có đụng đồ của chị nữa, nó bạc màu á, nó ra ten đó. Sao kỳ vậy? Nó bằng kim loại, nó ra ten bây giờ đó. Vậy đó hả? Hồn chị chắc quá, nãy giờ rớt hai ba hồn, em lực quá trời. Thôi đừng có lấy đồ của chị nữa. Còn dạ đây. Dạ trong lời đầu tiên là tờ là vé ha. Tờ là vé màu xanh đậm và dạ, ký hiệu là 789 và dạ, cô chú anh chị tham gia trong dự bụng đầu chúng em á. Dạ sở hữu qua là hai cái mền. Trong đời đầu tiên trong đời rất là vui vẻ. Trong đời trong đời Mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra.
Xe, thì hôm nay thì về